Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay MyBitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Starter nhận thì tham gia vào cái airdrop này. Thì airdrop này là airdrop là nhân phẩm, kèo nhân phẩm thôi các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án nhé. Thì tổng pool của airdrop hôm nay đó là 10.000 đô token STTR, là con token STTR này là của cái dự án là Starter. Thì cái cơ cấu giải thưởng nó như sau, thì là random thôi các bạn. Thì top 3 winner, thì top thứ nhất đầu tiên, top 1 là sẽ nhận được là 4.000 USD, top 2 thì sẽ nhận được là 2.000 USD và top 3 là sẽ nhận được là 1.000 USD. Và các thứ hạng còn lại có nghĩa là từ top 25, top 250 ấy trở đi á, thì sẽ được là 20 người sẽ được random để nhận là 100 đô token STTR nha các bạn. Thì cái airdrop này là airdrop kèo nhân phẩm thôi. Thì chúng ta tham gia vào thì biết đâu hên xui thì lại trúng ha. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở cái biểu mẫu Glim này ra giúp mình nha. Thì ở phần thì airdrop này nó sẽ kết thúc vào 15 ngày nữa. Còn 15 ngày nữa nó sẽ kết thúc nha các bạn. Thì sau khi các bạn mở biểu mẫu Glim ra rồi thì các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản của các bạn vào nhé. Để mình log out ra cái đó. Mình hướng dẫn từ đầu cho các bạn luôn. Ok, sau khi các bạn mở biểu mẫu ra rồi thì các bạn tiến hành login bằng tài khoản Twitter của các bạn. Hoặc là các bạn có thể login bằng tài khoản Facebook, hoặc là các bạn có thể là đăng ký bằng tài khoản email của các bạn. Các bạn đang đăng ký bằng tài khoản email thì các bạn chỉ cần nhấn vào email thôi. Các bạn nhấn vào biểu tượng email này, màu xám xám này. Sau đó các bạn tiến hành đăng ký thôi. Các bạn điền lại email của các bạn này, full name này và email của bạn dưới đây này. Còn hoặc là các bạn có thể là đăng nhập thẳng bằng cái tài khoản Twitter của các bạn luôn nhé. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Twitter của mình luôn. À mà thôi, mình sẽ đăng ký đi. Mình sẽ đăng ký nhé, mình sẽ đăng ký bằng tài khoản email nhé, các bạn ấn vào email này. Bạn nào muốn login bằng tài khoản Facebook hoặc là Twitter cũng được nhé. Thì ở full name thì các bạn điền lại họ và tên của các bạn thôi. Ở đây mình sẽ đăng ký bằng tài khoản Google của mình. Sau đó thì các bạn điền lại email của các bạn này. Ok. Sau đó thì các bạn tích vào cũng được và khỏi tích cũng được nhé. Thì các bạn tích vào đây thì nó sẽ gửi thông báo về email cho các bạn thôi. Sau đó các bạn ấn nút sell. Ok, login vô Exchange account thì như vậy là chúng ta, thì nếu mà ở đây mình đã đăng ký từ trước rồi, bạn nào chưa đăng ký thì nếu mà nó hiện ra như mình này thì các bạn có thể là ấn vào login bằng tài khoản trực tiếp bằng tài khoản Google của chúng ta luôn nhé. Ấn vào chữ G màu đỏ này, login thẳng bằng cái tài khoản Google của chúng ta vào luôn. Tại trước đây mình đã đăng nhập sẵn các bạn, đợi mình tí nhé. Tại bật bảo mật 2FA cho nên mỗi lần đăng nhập tài khoản Google phải là xác nhận mã các bạn. Ok, thì sau khi các bạn đăng nhập xong thì nó sẽ có giao diện như thế này. Bước tiếp theo thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên là visit our website, các bạn ấn vào nhiệm vụ đầu tiên, visit our website. Các bạn ấn vào click here. Thì trên website của dự án này, các bạn hình như là chúng ta không cần đăng ký đâu các bạn. Các bạn kéo xuống đây coi thử nó có yêu cầu điền lại email không nhé. Thì nó không có yêu cầu chúng ta là điền lại email. Đợi mình tí. Xin nấp tủ đây. Ok. Để mình xem, LinkedIn Starter. Ồ, cái này không cần đâu các bạn. Cái này chúng ta không cần đăng ký đâu nha các bạn. Chúng ta chỉ vào trang web của họ, chúng ta xem qua một cái thôi. Nó không yêu cầu chúng ta là đăng ký. Ok, thì sau khi các bạn mở ra thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim. Các bạn ấn vào Continue. Ồ, xác thực người máy, chúng ta xác thực người máy nhé. Nó yêu cầu các bạn xác thực người máy thì xác thực người máy. Ok, nó có dấu tích màu que là ra được rồi đấy. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Twitter của dự án Starter này. Các bạn ấn vào follow Starter, đường link thứ hai. Chúng ta ấn vào nút follow. Thì trên Twitter của dự án các bạn ấn vào nút theo dõi nhé. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Glim, các bạn ấn vào continue. Ok. Sau đó thì nhiệm vụ tiếp theo đó là retweet lại bin tít. Chúng ta ấn vào đường link tiếp theo, retweet Starter này. Trên Twitter.
do no community. Ok, thì sau khi các bạn nhấn vào thì nó hiện ra cái bảng như thế này. Các bạn ấn vào nút rest with starter fantasy trên Twitter, các bạn ấn vào phần này. Thì ở cái bài viết này các bạn ấn vào nút tweet lại nhé. Sau đó các bạn tiến hành like luôn. Ok, sau khi các bạn tweet lại trực tiếp xong thì và like xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Cái nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ chia sẻ tiếp các bạn. Ấn vào các bạn ấn vào đường link tiếp theo đó là Redwix Starter on Twitter. Các bạn ấn vào Redwix tiếp theo. Ok, thì ở cái bài viết này các bạn ấn vào tweet lại nhé. Các bạn chia sẻ lại, sau đó các bạn tiến hành like luôn. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Ok. Tiếp theo là tweet on tweet, các bạn ấn vào đường link tiếp theo tweet on Twitter này. Các bạn ấn vào tweet chúng ta đăng lại bài viết nhé. Ok, thì ở bài viết này các bạn ấn vào nút tweet chúng ta đăng lại. Sau đó thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn ấn vào continue. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Telegram channel. Các bạn ấn vào join our Telegram channel. Các bạn ấn vào join Telegram. Đợi mình tới nha. Ok, các bạn mở ra. Các bạn join vào. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam. Các bạn điền lại username Telegram nhé. Thì username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt setting này, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại. Sau đó các bạn quay trở lại với biểu mẫu Gleam, các bạn điền lại cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Nếu có dấu cách thì các bạn sẽ dấu cách đi. Ok. Sau đó các bạn ấn vào continue. Ok, tiếp theo là nhiệm vụ xã hội join Discord server. Các bạn ấn vào join Discord thì ở phần join Discord này các bạn có thể là các bạn khỏi cần join cũng được, nó không kiểm tra chúng ta đâu. Các bạn chỉ cần ấn vào sau đó các bạn ấn vào continue thôi là xong thôi. Ok. Vậy là xong. Ủa, mất rồi. Ok. Cái nhiệm vụ này thì các bạn có thể là tải app về sau đó các bạn join, hoặc sau khi join xong thì các bạn có thể là tắt app đi. Và đây các bạn ấn vào continue thôi. Nhiệm vụ Discord thì nhiệm vụ chúng ta cũng không cần làm cũng được. Chỉ có hai entry thôi. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là sell link. Thì đây là link red của các bạn này, ở phần sell Vistaurant này để kiếm 15 entry nữa, điểm boy các bạn. Thì các bạn copy lại link red này đi tìm bạn bè để nhận thêm điểm boy. Tiếp theo thì ở phần complex 3 action entrepreneur này thì các bạn nhấn vào. Sau đó các bạn ấn vào continue. Ok. Tiếp theo đó là complex 6 thì các bạn ấn vào đường link tiếp theo, chúng ta ấn vào continue luôn. Thì ở cái nhiệm vụ này có nghĩa là nó hỏi là chúng ta đã làm những là ở complex 3, có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành 3 nhiệm vụ bắt buộc này và 6 nhiệm vụ thì chúng ta đã hoàn thành 6 nhiệm vụ bắt buộc này. Là xong thôi nhé. Thì các bạn có thể kiểm tra entry của bạn ở đây, điểm boy của nó đây. Nhưng kèo này là kèo random nhân phẩm thôi, hên xui thôi các bạn. Ok, thì các bạn có thể là ấn vào nút sell with friend này này. Các bạn lấy link red đi tới thằng bì để nhận thêm điểm boy nhé. Thì mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận thêm là 100 cộng 15 điểm boy. Ok, thì nó sẽ kết thúc vào 15 ngày nữa. Và nó sẽ thông tin cho từ dự án thì nó sẽ quay random tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. Và những người còn lại thì sẽ được ra dâm là 20 người may mắn nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là tham gia vào cái Unwrap ăn chia 10.000 USDT từ dạng starter nhận token STTR đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.